Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thiêu tánh. Được, bơ được trợ em đưa chị 80 nhá, ngoài 70.
80 chị bếp á, mà em kẹp nó cái điện thoại chị thế. Vì chị nói số 80 lần chứ không phải 7. 80. Lấy rồi. Em bỏ nó cái điện thoại kẹp lên nấu ăn đó. Ừ. Chắc lấy rồi, tại vì ngay nở ba có chứ hết. À, hai bánh mấy, mày ăn chuẩn cơm đó mấy. Cũng gì nữa chị nhớ à, chưa rồi chị chưa lên rồi chị nè. Chớ chứ rồi, nhìn chứ rồi. Đi chi đây? Đi nó có cái thẻ ngân hàng lại rồi.
Mình xin được kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.